Rồi, ok. Xin chào các em nhé. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang học dạng toán hiệu suất phản ứng SO2 cộng O2, N2 cộng H2. Đầu tiên các bạn ghi cho thầy vào trong vở để cho nhỉ, phương pháp giải. Em ghi thầy là phương pháp giải. Phương pháp giải. Chúng ta có cái phương trình. Thầy ví dụ một cái nhé, thì cái kia em sẽ làm tương tự. Ví dụ như chúng ta có phản ứng tổng hợp ammonia N2 cộng H2. Đấy thì nếu mà chuẩn ra em sẽ viết cho thầy phương trình này là hai chiều để tạo thành NH3, được chưa? Đây là phương trình phản ứng của chúng ta. Đấy. Thế bây giờ khi chúng ta giải một cái bài tập hiệu suất ấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, tương tự như thế chúng ta có phương trình tiếp theo là SO2 cộng O2 thì nó sẽ tạo thành SO3. Thì thầy lưu các bạn là không chỉ áp dụng cho hai cái phản ứng này đâu, mà những cái phản ứng trong hóa hữu cơ chúng ta cũng áp dụng được. Đấy, miễn là cái chất tham gia phản ứng hoặc sản phẩm nó là chất khí mà có những cái dữ kiện liên quan tới vấn đề về áp suất hoặc vấn đề về tỷ khối là chúng ta hoàn toàn áp dụng được. Thế đây thì thầy ghi luôn cho chúng ta phương pháp nhé. Chúng ta ghi thầy vào trong vở phương pháp giải. Đó là nên sử dụng công thức. Đấy. Nên sử dụng. Đây là chỉ là lời khuyên thôi. Nên sử dụng công thức là P trước trên P sau thì nó bằng n trước trên n sau. Trong đó P là gì? Thì chúng ta ghi thầy là P trước P sau là áp suất của bình hoặc của bình chứa đấy, hoặc của hỗn hợp đấy, trước và sau phản ứng. Trước và sau phản ứng. Trong đó tiếp tục cái chữ NT với NS ấy là n trước n sau ấy là số mol khí. Chúng ta nhớ thầy chữ khí nhé. Trước và sau phản ứng. Trước và sau phản ứng. Đây là công thức đầu tiên mà chúng ta buộc phải nhớ, tỷ lệ áp suất, tỷ lệ thuận với số mol. Nhưng mà trong cái điều kiện gì thì mới áp dụng được? Em có thể tìm khoảng trống, em ghi cho thầy mở ngoặc là trong điều kiện. Em ghi điều kiện là nhiệt độ không đổi. Nhiệt độ không đổi. Được chưa? Công thức này được áp dụng thoải mái, không cần phải chứng minh. Em lưu ý nhé. Em không thích viết công thức này thì cái này nó trong vật lý mà, thì nó sẽ là P1 trên P2 thì bằng N1 trên N2. Chúng ta cứ hiểu là tỷ lệ về áp suất, tỷ lệ thuận với số mol của chất khí. Đấy, nhưng mà trong điều kiện là nhiệt độ không đổi. Em học trong vật lý người ta gọi là điều kiện đẳng nhiệt đấy. Được chưa? Đây là công thức rất rất quan trọng, công thức số 1. Ở đây thì nếu mà em cần chứng minh thì em có thể nhớ tới cái phương trình trạng thái khí lý tưởng là PV bằng NRT. Đấy, vậy thì tôi có là P trước, V là thể tích bình được không đổi, thì bằng N là số mol của hỗn hợp khí trước phản ứng, R là hằng số nhé, T đây là nhiệt độ phản ứng thì nó bảo nhiệt độ không đổi mà. Tương tự thế P sau nhân V thì bằng N sau nhân R nhân T. Thì nếu mà chúng ta chia hai vế này cho nhau thì VV triệt tiêu, RT triệt tiêu, thì nó có P trước trên P sau thì bằng N trước trên N sau. Đây là cách chứng minh, nhưng mà chúng ta không cần phải chứng minh, chúng ta yên tâm là đi thi người ta dùng thoải mái. Được chưa? Đấy là công thức số 1. Tiện đây chúng ta ghi luôn thì công thức số 2 nhé. Cái này em buộc phải ghi đấy. Công thức số 2. Đó là M trung bình hỗn hợp trước phản ứng chia M trung bình hỗn hợp sau phản ứng thì nó bằng N sau chia N trước. Cứ ghi thầy giải thích cho. N sau chia N trước. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ thầy giải thích cho các bạn là N sau N trước là số mol hỗn hợp khí thì không phải nói. Nhưng mà M trung bình thì em ghi thầy M trung bình trước và sau phản ứng. M trung bình trước, M trung bình sau là phân tử khối trung bình. Phân tử khối trung bình của hỗn hợp trước và sau phản ứng. Ở đây thì chúng ta thấy ngay hai công thức này nhé, là tỷ lệ về áp suất là tỷ lệ thuận với số mol, còn tỷ lệ về phân tử khối trung bình hay tương đương với nó là tỷ khối ấy, thì tỷ lệ nghịch với số mol. Thì cách chứng minh là chúng ta cứ nhớ cho thầy là m trung bình thì bằng m nhỏ chia số mol. Công thức này học ở lớp 8. Thế giờ m trung bình trước phản ứng, đúng không? Thì bằng m của hỗn hợp trước phản ứng chia số mol hỗn hợp trước phản ứng. M trung bình hỗn hợp sau phản ứng thì nó bằng m nhỏ hỗn hợp sau chia số mol hỗn hợp lúc sau. Nếu mà chúng ta lấy hai cái này chia nhau, nhưng mà em phải hiểu m trước m sau nó bằng nhau theo định luật bảo toàn khối lượng.
thì hai con số này chia nhau thì tôi phải nghịch đảo lên, đúng chưa? Tôi phải nghịch đảo đi, nên là tôi sẽ được n sau chia n trước. Đấy là cách chứng minh. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta phải chứng minh trong bài thi đâu, kể cả em thi tự luận hay thi trắc nghiệm. Đấy là hai công thức này thầy yêu cầu tất cả chúng ta là phải ghi chép và chúng ta khắc cốt ghi tâm, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ có một vài ví dụ để chúng ta hiểu sâu hơn về cái dạng toán này. Sau đó thầy sẽ để chúng ta tự làm, được chưa? Đấy thì em chủ động em ghi thầy vào vở nhé. Rồi em ghi thầy ví dụ số 1. Ví dụ 1, chúng ta chép tay, chép thì nó mới nhớ được. Em ghi thầy là cho hỗn hợp N2 và H2 có tỷ lệ mol, có tỷ lệ mol là 1 chia 4. Được chưa? Vào bình kín, vào bình kín chứa bột sắt. Ở đây thì thầy nói thêm các bạn là xúc tác cho phản ứng tổng hợp ammonia thì nó sẽ là bột sắt. Và nhiệt độ khoảng từ 400 đến 500 độ C là nhiệt độ tối ưu. Còn xúc tác cho phản ứng SO2 cộng O2 thành SO3. SO3 là sulfur chi oxide đấy. Thì anh này nó là xúc tác của nó là V2O5. Nhiệt độ cũng tầm từ 400 tới 500 độ C. Thấy chưa? Trong bài tập tính toán thì không cần phải ghi xúc tác cũng được. Đấy, chỉ cần ghi phương trình chữ thôi, công thức thôi. Bây giờ quay trở lại cái ví dụ số 1 là cho hỗn hợp N2 với H2 có tỷ lệ mol là 1 chia 4 và bình kín chứa bột sắt, được chưa? Đấy, nung nóng bình. Nung nóng bình, những bài tập này các em phải ghi lại nhé. Nung nóng bình một thời gian. Một thời gian. Rồi đưa về nhiệt độ ban đầu. Rồi đưa về nhiệt độ ban đầu. Nhiệt độ ban đầu. Thấy áp suất. Thấy áp suất giảm 15%. Đấy. Câu A yêu cầu tính hiệu suất phản ứng. Tính hiệu suất phản ứng. Được chưa? Câu A tính hiệu suất phản ứng. Câu B. Câu B. Em ghi cho thầy câu B. Được chưa? Thì em ghi thầy là nếu chúng ta đá qua một chút về cái phần tốc độ phản ứng. Nếu tăng áp suất, nếu tăng áp suất thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Và giải thích để chúng ta học cho nó sâu, được chưa? Coi như một bài thi hoàn chỉnh. Đấy. Thì thầy sẽ làm mẫu chúng ta cái ví dụ này. Sau đó là thầy sẽ để chúng ta làm một vài bài tập tương đương. Được chưa? Đấy thì các em ghi bài nhé. Thầy đọc lại đề bài này. Cho hỗn hợp gồm có nitrogen và hydrogen có tỷ lệ mol 1 chia 4 vào bình kín chứa bột sắt. Và tôi nung nóng bình một thời gian rồi tôi đưa về nhiệt độ ban đầu. Cái chữ đưa về nhiệt độ ban đầu rất quan trọng. Có nghĩa là trong điều kiện đẳng nhiệt là nhiệt độ không đổi đấy. Thì nó bảo là thấy áp suất giảm 15% và yêu cầu tính hiệu suất phản ứng. Thì bây giờ để làm một bài này một cách chuẩn chỉ, trình bày đầy đủ dành cho một học sinh giỏi hoặc là các em kiểm tra tự luận thì chúng ta sẽ trình bày cho thầy như sau. Là đầu tiên ý, là chúng ta cứ giả sử số mol N2 bằng 1. Người ta gọi đây là phương pháp tự chọn lượng chất. Em dùng bao nhiêu cũng được. Anh kia thì là số mol H2 thì nó bằng 4 đơn vị là mol. Em không thích thì em có thể ghi là 1.000 mol, 4.000 mol, 1 triệu mol, 4 triệu mol, thoải mái. Được chưa? Mà chúng ta cứ giả sử 1 với 4 cho nó gần gũi, dễ tính. Sau đó nhé, chúng ta sẽ luôn luôn viết phương trình. Đầu tiên là chúng ta có số mol, chúng ta viết phương trình này. Thành NH3 và cân bằng. Được chưa? Và chúng ta cũng đã học thầy rất lâu rồi, chúng ta biết là một bài tập hiệu suất lúc nào ta cũng phải trình bày theo cái phương pháp mà chúng ta hay trình bày chung với các bài hiệu suất là 3 dòng. Là ban đầu này. Được chưa? Dòng thứ hai là phản ứng. Em có thể viết tắt nhé. Dòng thứ ba là thời điểm cân bằng. Chúng ta nên ghi thời điểm cân bằng nhé. Chúng ta hiểu thời điểm cân bằng là thời điểm lúc sau. Đấy. Cân bằng có nghĩa là khi phản ứng này đạt đến trạng thái cân bằng hay nói cách khác là nồng độ các chất không thay đổi được nữa thì lúc đấy người ta mới thấy áp suất giảm 15%. Em có thể không thích ghi chữ cân bằng, em có thể ghi lúc sau cũng được. Nhưng mà nên ghi chữ cân bằng cho nó chuẩn khoa học. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta trình bày như một bài tập bình thường là ban đầu nitrogen nó cho em là 1. Được chưa? Hydrogen cho là 4.
Thế đầu tiên trước khi em làm ấy, thì trong đầu em phải nhớ đến một cái vấn đề, đó là hiệu suất tính theo chất nào đã. Nhớ cho thầy nhé, rất nhiều bạn mà tìm ra được kết quả là x, tí nữa chúng ta đặt lượng phản ứng là x này, 3x này, thì anh này x thì anh này phản ứng 3x, anh này tạo thành là 2x, và cân bằng thì anh này còn 1 trừ x là thời điểm lúc sau, 4 trừ đi 3x, 2x. Nhưng mà sẽ có rất nhiều bạn là bạn ý không biết tính hiệu suất theo chất nào. Có hai bạn, một bạn sẽ lấy x chia cho 1, bạn còn lại sẽ lấy 3x chia 4. Chúng ta hình dung là hiệu suất là lượng thực tế phản ứng chia lượng ban đầu mà. Ví dụ ban đầu tôi có 1 triệu, nhưng tôi tiêu hết 700 nghìn, thì hiệu suất tiêu tiền của tôi là 70%, đúng không? Nhưng mà ở đây á, cái vấn đề là tính theo chất nào, tính theo số 1 hay tính theo số 4, thì chúng ta nhớ nhé, ta sẽ lấy số mol ban đầu này, chia hệ số cân bằng, được chưa? Và lấy số mol ban đầu chia hệ số cân bằng. Ở đâu thương bé hơn thì tính theo chỗ đó, đấy là nguyên tắc. Nó giống như bài toán chất hết chất dư mà. Thì hiệu suất mình sẽ tính theo chất có khả năng hết trước. Thì trong hai chất nitrogen với hydrogen ở đây thì nitrogen có khả năng hết trước, nên hiệu suất sẽ tính theo nitrogen. Đấy, thì trong đầu em phải tự nhớ là tính theo cái chất nitrogen này này. Thế bây giờ chúng ta trình bày đến đây rồi nhé. Các em ghi vào dần vào đi. Đấy, thì chúng ta ghi thầy đơn vị bên này là mol này. Mol, bên này là mol. Ghi đơn vị một bên cho nó tiện. Sau đó chúng ta sẽ trình bày cho họ là ta có. Trình bày đi, ta có là P trước trên P sau thì bằng N trước trên N sau. Những cái dạng này chúng ta cũng biết rồi. Thầy nói nhanh lại thôi. Bây giờ mình có cái phương trình này, sau đó mình thay số này. Em ơi, chúng ta đọc đề bài nó bảo là áp suất giảm 15%. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là giả sử áp suất lúc trước là 100 thì áp suất lúc sau nó mất đi 15% thì nó chỉ còn có 85% thôi. Thì nó bằng N trước chính là ban đầu. Ban đầu tôi có 1 anh này với 4 anh kia thì N trước của tôi là 4. N sau là tôi sẽ cộng hết cái này lại, được chưa? Thì em có thể cộng lại cẩn thận bằng cách em lấy 1 trừ x cộng 4 trừ đi 3x và cộng 2x, và tôi giải phương trình tôi sẽ tìm được x. Được chưa? Đấy, giải phương trình tìm được x là kết thúc. Bây giờ những cái phương trình của mình ở bên thầy nó nháp nhé, 100 chia 85 này. Bên này nó sẽ là 4 này. Ở đây 4, 1 cộng 4 là 5 đấy nha. 1 cộng 4 ta ghi rõ trên tử đi là 1 cộng 4. 1 cộng 4 là n trước là 1 cộng 4 này, là 5. Thì bên trên tử này là 5 này. Dây mẫu của mình là 5 trừ đi 2x. Đúng chưa? Thì bây giờ tôi nhân chéo lên để tôi tìm ra x. Đấy, có thể nhẩm mồm cũng được. 100 nhân 5 là 500. 500 trừ đi 5 nhân 85. Và tôi chia cho 200 thì nó sẽ bằng là 0,375 à? 0,375. Đúng chưa? X bằng 0,375. Vậy thì kết luận hiệu suất phản ứng thì nó bằng lượng thực tế phản ứng là 0,375 chia lượng ban đầu là 1 và nhân đến 100%. Đây là một cách chuẩn chỉ để trình bày 37,5%. Đấy là câu A. Được chưa? Các em kiểm tra lại thầy con số nhé. Đấy là câu này. Bạn nào mà không nhẩm được thì chúng ta nhập vào máy tính ta tính thôi. Các em cứ chép đi. Trên tử nó sẽ là 5 này. Dây mẫu của chúng ta nó là 5 trừ đi 2x. Đúng chưa? Alpha bằng. Bên kia là 100 phần 85. Đấy. Ship son. X bằng 0,375. Nên hiệu suất là 37,5%. Đấy là bài này. Nhưng mà câu B nó bảo nếu tăng áp suất thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm, thì chắc chắn là tốc độ phản ứng tăng. Đúng nha. Đấy thì em ghi thầy là câu B là khi tăng áp suất. Khi tăng áp suất thì em phải nhớ thầy là một phản ứng muốn xảy ra được ấy, thì các phân tử nó phải va chạm với nhau. Nếu bây giờ áp suất tăng thì các phân tử nó sẽ gần nhau hơn và số va chạm nó sẽ tăng lên. Đúng chưa? Thì em đã học cái phần này rồi. Em ghi thầy khi tăng áp suất thì các phân tử va chạm với nhau nhiều hơn. Giống như kiểu trong lớp của em ấy, nếu mà trong lớp em chỉ có 2 người thôi thì cái áp suất rất là thấp, có nghĩa là cái sự va chạm tiếp xúc cho dù với chúng ta nó rất là thấp. Nhưng mà nếu mà trong lớp em mà cũng cái kích thước như thế, cũng cái thể tích lớp như thế mà chúng ta nhồi vào đấy 100 người thì các bạn sẽ va chạm với nhau nhiều hơn. Ở đây như thế, khi tăng áp suất các phân tử va chạm với nhau nhiều hơn. Và va chạm với nhau nhiều hơn thì em suy thầy là số va chạm có hiệu quả. Chúng ta nhớ thầy để giải thích được phản ứng xảy ra thì người ta phải dùng cái thuật ngữ là số va chạm có hiệu quả nhé. Giống kiểu chúng ta hay trêu đùa là va chạm là ra sản phẩm ấy, được chưa? Đấy, bố với mẹ chúng ta va chạm với nhau là ra chúng ta thì gọi đấy là va chạm có hiệu quả. Nhưng mà va chạm mãi mà không ra cái gì người ta gọi là va chạm không hiệu quả.
Được chưa? Số va chạm có hiệu quả tăng thì do đó là tốc độ phản ứng tăng. Đấy, ôn qua cái phần này một tí. Tốc độ phản ứng tăng. Đấy là một bài mẫu. Em trình bày đúng chuẩn chỉ thế này nha thầy. Cứ giả sử xong là ban đầu phản ứng một cân bằng. Đấy, áp dụng công thức. Nhớ là tỷ lệ về áp suất, tỷ lệ thuận với số mol. Ok chưa? Đây là một bài tập trình bày này sẽ là bài tập 10 điểm rồi. Ai mà trình bày đẹp, chuẩn chỉ như thế này thì người ta sẽ cho chúng ta 10 điểm. Ok, đấy là ví dụ số 1. Sau đây thầy sẽ để cho chúng ta có thời gian khoảng 3 đến 4 phút chúng ta nghĩ thầy ví dụ số 2 và trả lời thầy nhé. Ví dụ số 2 là cho hỗn hợp SO2 và O2. Đấy, có tỷ lệ mol giống hết bài trên thôi mà. Có tỷ lệ mol là 1 chia cho, thầy xin lỗi, là 3 chia 1. Đun với V2O5 trong khoảng từ 400 tới 500 độ C. Sau một thời gian đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất giảm. Được chưa? Áp suất giảm 10%. Yêu cầu tính hiệu suất phản ứng. Đó. Các bạn chép bài và thầy sẽ để cho chúng ta khoảng 3 phút để chúng ta làm cùng với thầy luôn. Được chưa? Thầy đọc lại nhé. Cho hỗn hợp gồm có SO2 và O2, tỷ lệ mol là 3 chia 1, đun với V2O5 trong khoảng từ 400 đến 500 độ C. Sau một thời gian đưa về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất giảm 10%, tính hiệu suất phản ứng. Đấy, thì các em cứ làm đi. Khi giải bài này thì trước khi em làm, em cứ ghi thầy là giả sử số mol SO2 thì bằng 3 mol, số mol O2 thì bằng 1 mol. Đây là phương pháp tự chọn lượng chất, thì em giả sử bao nhiêu cũng được. Bởi vì bài tập hiệu suất nó chỉ là tỷ lệ. Thì chúng ta học toán rồi, tỷ lệ trong 1 mol hay tỷ lệ trong 1.000 mol hay tỷ lệ trong bao nhiêu mol thì nó vẫn vậy mà. Đúng chưa? Nên chúng ta lưu ý cho thầy là chúng ta ban đầu ta giả sử số nào cũng được, miễn là đúng tỷ lệ 3 chia 1. Sau đó chúng ta viết phương trình là SO2 cộng O2 mũi tên 2 chiều tạo thành SO3. Được chưa? Cái phản ứng điều chế ra SO3 để nó sản xuất ra sulfuric acid đấy. Chúng ta đã học các bài toán tương tự là bài toán oleum cái thứ rồi. Được chưa? Sau đó chúng ta trình bày cho thầy là ban đầu này phản ứng và cân bằng. Đó. Nhá, ban đầu là 3 này, 1 này. Vậy thì trong đầu các em lúc này phải đặt vấn đề là hiệu suất tính ra cái gì. Đấy, thầy sẽ để chúng ta một khoảng thời gian để chúng ta làm và sau đó chúng ta trả lời thầy nhé. Để các em xử lý đi.
Bây giờ thầy chữa nhá. Rất nhiều bạn đã trả lời là 40%. Chúng ta sẽ giả sử lượng phản ứng, nhưng mà trong đầu mình ấy, tốt nhất là em tìm một cái ký hiệu gì đó nhỏ nhỏ, em chấm vào đây là tính theo oxygen. Bởi vì là 1 chia 1 thì nó sẽ bé hơn 3 chia 2. Bởi vì khi người ta ra một cái đề như thế này, người ta vẫn phải có một cái ý nào đó để người ta muốn lừa chúng ta. Nên bạn nào mà cứ tính theo cái chất đầu tiên là không được đâu. Bây giờ tốt nhất là em tính cái chất nào thì em đặt chất đấy là x. Thì anh này là 2x, anh này sẽ là 2x. Thế cân bằng của nó là 3 trừ đi 2x, 1 trừ đi x và 2x ở đây. Được chưa? Chúng ta ghi thành đơn vị là mol. Vậy thì sau khi mình đã có những cái thông tin này rồi thì bây giờ mình áp dụng cho thầy công thức. Được chưa? Áp dụng thầy công thức. Thì em ghi thầy là ta có này. P trước trên P sau thì nó bằng N trước trên N sau. Được chưa? Thế bây giờ tôi thay số nhé. Áp suất giảm 10% thì tôi cứ giả sử áp suất lúc trước là 100, lúc sau nó sẽ là 90. Thì nó bằng N trước trên N sau. Trước của mình là ban đầu đấy, 1 cộng 3 là 4. Trước là 4. Nhưng mà sau thì tốt nhất là chúng ta tự cộng bằng mồm thôi. Thì tất cả những cái này cộng lại là 4 trừ đi 2x. Được chưa? 4 trừ đi 2x. Giải phương trình thì tôi tìm được x. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm là 100 x 4 là 400, 400 mà trừ đi cái kia là 360. Còn 40, 40 chia cho 200. X bằng 0,2. X bằng 0,2 đúng không ạ? Đúng nhỉ? 100 x với 4. 100 x với 4 trừ đi 90 x 4. Và sau đó tôi lấy số này tôi chia cho 200. X bằng 0,2. Vậy thì hiệu suất phản ứng bằng 0,2 chia cho 1 thì bằng 4 trừ đi x à? Sorry, 4 trừ đi x. Đấy, thầy này áp dụng giống bài trên. Thì cái này x nó sẽ bằng 0,4. Vậy thì hiệu suất phản ứng nó sẽ bằng 0,4 chia cho 1. Thì nó bằng nhân với 100 thì nó bằng 40%. Đấy là hướng giải cho bài này. Bằng 40%. Nhớ đây thầy nhé, là cả cái cụm này cộng lại á, chúng ta tính cẩn thận là 4 trừ đi 1x. Chứ không phải như lúc đầu thầy nhẩm là 4 trừ 2x. Ok, hiệu suất 40%. Rồi, tất cả các em đều trả lời đúng. Đấy là ví dụ số 2. Được chưa? Đây là những cái ví dụ mẫu nhưng mà nó rất là đầy đủ. Đấy, thì bây giờ tiếp tục chúng ta chép cho thầy vào trong vở để sang ví dụ số 3. Ví dụ số 3 nhé. Ví dụ số 3 là cho hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có, mình làm tắt đi, M trung bình của X. Nếu mà đề bài chuẩn nó sẽ cho là tỉ khối của X so với 2 nó dần đấy. Hoặc chúng ta cứ chép đầy đủ đi. Có tỉ khối của X so với hydrogen là 24. Được chưa? Đun X một thời gian thì được hỗn hợp Y. Em ghi đi. Được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 30. Và yêu cầu là câu A là tính hiệu suất phản ứng. Câu B là tại sao tỉ khối tăng? Tại sao tỉ khối tăng của hỗn hợp lại tăng? Các em nên chép đề vào nhé. Cái quan trọng nhất là chúng ta nắm được phương pháp thì chúng ta áp dụng thoải mái cho các dạng toán sau này. Thầy đọc lại này, cho hỗn hợp X gồm SO2 với O2 có tỉ khối của X so với 2 hydrogen là 20. Đun X một thời gian tôi được hỗn hợp Y có tỉ khối so với 2 hydrogen là 30. Câu A tính hiệu suất và câu B là tại sao tỉ khối lại tăng. Bây giờ trong chương trình phổ thông mới á, thì cái bài thi về bài tập tính toán nó không quá quan trọng như những bài thi về lý thuyết. Những bài thi lý thuyết giải thích nè, được chưa? Những cái bài tập liên quan đến các kiến thức về cấu tạo, về liên kết, về tính chất hóa học, tính chất vật lý, giải thích tại sao như vậy, các hiện tượng người ta mới quan tâm. Còn những cái bài tập tính toán bây giờ nó chỉ là bài tập phụ thôi. Nên bây giờ thầy yêu cầu chúng ta là không chỉ học mấy cái bài tập mà thầy dạy, mà chúng ta còn phải học kỹ lý thuyết nữa, giải thích tại sao được như vậy, tại sao được như kia. Bây giờ ở đây nhé, thầy sẽ làm nhanh cho bạn cái mẫu này. Đó là bài này nó có tỉ khối, và dĩ nhiên là tỉ khối trước với tỉ khối sau. Thì đây chính là dấu hiệu để chúng ta sử dụng công thức bên trên để cho ghi. Nhưng mà trước khi làm một bài tập hiệu suất ấy, thì chúng ta phải nhớ cho thầy này, là cái cách trình bày một bài tập hiệu suất thì ta luôn luôn trình bày là ban đầu phản ứng
và cân bằng. Đấy một cái mẫu trình bày chuẩn chỉ. Nhưng mà cái mấu chốt của chúng ta là ban đầu thì mình chưa biết. Hai cái khí này ban đầu mình không biết. Ví dụ như mấy bài trên nó cho rõ là tỷ lệ 1 chia 4 hay là 2 chia 1 hay 3 chia 1. Còn bài này mình không biết. Vậy thì trước khi mình làm ấy, thì mình sẽ sử dụng thầy phương pháp đường chéo để mình tính tỷ lệ của các khí. Được chưa? Thế giờ nhé, em chép đề bài, sau đó thầy sẽ trình bày mẫu chúng ta này. Ta sẽ ghi là ta có này. Tỷ khối của x so với 2 đâu dần là 24. Thì m trung bình của x thì chúng ta sẽ lấy 24 nhân H2 và nhân với 2 thì nó bằng 48. Sau đó chúng ta trình bày theo đường chéo của thầy. Chúng ta học phương pháp đường chéo rồi. Đúng không? Ta có SO2 là 64. Ta có thể ghi bên cạnh O2 thì nó là 32. Được chưa? Và trung bình của nó thì bằng 48. Và chúng ta trừ theo đường chéo. 64 trừ 48. Cứ lấy to trừ bé nhé. 64 trừ đi 48 thì nó còn 16. 48 trừ đi 32 cũng bằng 16. Vậy thì chúng ta sẽ có tỷ lệ SO2 chia O2 thì nó bằng 1 chia 1. 16 chia 16 là 1 chia 1. Đây là phương pháp đường chéo chúng ta biết rồi. Em cứ viết cho thầy một cái đường chéo của hình chữ nhật đấy. Được chưa? Hai cái cạnh này là hai cái M lớn, MA, MB. Còn ở giữa nó là M trung bình. Chúng ta trừ theo đường chéo là M trung bình A trừ đi M trung bình. Và bên này là MB trừ đi M trung bình. Được chưa? Đấy, sau đó là chúng ta sẽ có tỷ lệ mol của hai chất AB thì bằng hai cái thương, hai cái hiệu này chia cho nhau. Đây là phương pháp đường chéo. Lấy giá trị tuyệt đối, ý là thầy muốn nói là lấy giá trị dương. Được chưa? Thế bây giờ tôi biết nó tỷ lệ 1:1 thì đến đây tôi có quyền giả sử số mol SO2 ban đầu bằng số mol oxy ban đầu và bằng 1 mol. Bài này có tỷ khối nó sẽ dài hơn một tí. Sau đó chúng ta trình bày như bình thường. Ví dụ ban đầu anh này là 1, anh này cũng là 1. Nhưng mà trong đầu của mình ấy là phải đặt được câu hỏi là hiệu suất tính ra chất gì. Chúng ta luôn luôn đặt được câu hỏi đó trước khi chúng ta làm nhé. Có những bạn đi thi là gặp bài này trúng dạng luôn, nhưng mà lại không làm được, hoặc là làm được nhưng cuối cùng kết quả vẫn sai. Lý do hiệu suất tính nhầm chất thì chúng ta cứ phải nhớ là lấy 1 chia 2, lấy 1 chia 1, chỗ nào bé hơn tính như chỗ đấy. Được chưa? Cái này có, nếu mà vào bài thi có bút chì ra chấm trên đầu luôn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cái lượng phản ứng của chúng ta, anh này là x đi, thì anh này phản ứng nó chỉ có 0,5x. Tính theo phương trình thì anh này x thì anh này là 2, anh này là 1 thì một nửa là 0,5x. Anh này là x. Thế cân bằng còn 1 trừ đi x, 1 trừ đi 0,5x và đây là x. Sau đó chúng ta áp dụng. Đúng không? Ta có m trước trên m sau. Bài này em có thể áp dụng là mx trên my. Đấy, thì nó sẽ bằng ni chia nx. Mx trên my bằng ni chia nx. Em không thích xy thì em cứ trước sau thôi. X này trước, y là sau. Được chưa? Em chú ý cho thầy là tỷ khối của y so với 2 dần là 30. Thì em tự hiểu trong đầu là m trung bình của y. Tôi lấy 30 x 2 thì là 60. Bây giờ thay số nhé. Mx thì nó là 48 này. My là 60. Thì nó bằng ni chia nx. Ni là sau. Sau là cái thời điểm cân bằng đấy. Là chúng ta cộng hết ba cái này lại thì nó chính là 2 trừ đi 0,5x. Còn trước thì là 1 cộng 1 thì nó là mấy? Là 2. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ tìm cho thầy được x. Cái phương pháp đường chéo này chúng ta học từ lớp 8 rồi. Được chưa? Bạn nào mà mất gốc lớp 8 thì chắc chắn là sẽ không thể hiểu được. Tí nữa chữa xong thầy nói lại một tí. Trời ơi, cái này là siêu dễ. Học từ lớp 8 rồi, phương pháp đường chéo. Thế bây giờ chúng ta tìm x. Cái phương pháp đường chéo nó cho mình cách tính tỷ lệ của các cái chất khi biết giá trị trung bình. Bây giờ mình cứ tập trung mình giải cái này nhé. Thế bây giờ x nó bằng bao nhiêu? Chúng ta có 60 nhân 2 trừ đi 48 nhân 2 và chia cho 60 nhân 0,5 là 30. X nó bằng 0,8. Vậy thì hiệu suất phản ứng là lượng thực tế phản ứng chia lượng ban đầu. Thì lấy 0,8 chia 1 nhân 100%. Thì nó bằng 80%. Đấy là bài này. Ở đây bạn nào mà không nhớ cái đường chéo thì em ghi thầy chú ý là phương pháp đường chéo. Bạn đã học thầy từ đầu rồi thì chắc chắn anh cái này biết rồi. Là chúng ta có hai khí AB hoặc là xét hai chất A, chất B. Chất A thì có phân tử khối nó tôi gọi là MA. Chất B có phân tử khối của nó là MB. Được chưa? Và có
M trung bình nhé. M trung bình là phân tử khối của A với, trung bình của A với B. Thì bây giờ chúng ta làm theo đường chéo như sau, là chúng ta kẻ một cái đường chéo. Thực tế nó là toán học mà, chẳng qua người ta xây dựng thành một cái đường chéo để cho dễ làm thôi. Đây tôi có chất thứ nhất là chất A, thì có phân tử khối của nó là MA. Chất B thì có phân tử khối của nó là MB. Và ở giữa thì nó là giá trị trung bình. Thì bây giờ em nào không biết thì chúng ta học thuộc cái phương pháp này luôn, là lấy trừ theo đường chéo, cứ lấy to trừ bé, nhưng mà ở đây về mặt toán học chúng ta cứ biểu diễn theo giá trị trung bình, M trung bình trừ đi MA. Được chưa? Chúng ta biểu diễn bằng giá trị tuyệt đối để hiểu là giá trị dương. Và tương tự thế, cái này đó là M trung bình trừ đi MB. Cái này là dùng thoải mái, phải biết nhé, một học sinh học hóa phải biết. Thế bây giờ sau đó người ta có mối quan hệ, đó là số mol của chất A chia số mol chất B thì nó bằng M trung bình trừ đi MB. Lấy cái hai cái hiệu này chia cho nhau thôi, M trung bình trừ MA. Được chưa? Đấy là phương pháp đường chéo. Đấy thì các em cứ chép đi, phương pháp đường chéo. Thế bây giờ ví dụ bạn nào mà không biết phương pháp đường chéo thì thầy có thể bày cho bạn một cái ví dụ chẳng hạn nhé. Ví dụ bây giờ tôi có là tôi có hỗn hợp khí NO2 với O2 đi. Được chưa? Có M trung bình. Ví dụ vậy. Hai cái khí này có M trung bình, ví dụ thầy bịa ra một bài tập là bằng 38 đi, thì nó yêu cầu tính tỷ lệ mol NO2 chia O2. Ở trong chương trình phổ thông mới thì thầy chắc chắn với các em đó là trong sách giáo khoa lớp 7 hoặc lớp 8 người ta cũng dạy phương pháp đường chéo. Tính tỷ lệ mol của hai anh này. Thế bây giờ cách xử lý như sau nhé, là chúng ta sẽ viết thầy một cái đường chéo ra. Ở giữa là 38. Khí thứ nhất là khí NO2 thì phân tử khối nó là 46. Khí thứ hai là khí O2, phân tử khối là 32. Thì tôi trừ cái đường chéo. 46 mà trừ đi 38 thì nó còn 8. 38 trừ đi 32, cứ lấy to trừ bé thôi thì nó còn 6. Vậy thì ta tìm được mối quan hệ là số mol NO2 chia số mol O2 bằng 6 chia 8 và bằng 3 chia cho 4. Đấy là tỷ lệ tối giản. Đấy là một cái ví dụ để chúng ta hiểu thêm về phương pháp đường chéo. Còn ai mà chưa biết thì chúng ta sẽ làm thêm một số bài nữa để chúng ta sẽ hiểu ngay. Cứ ghi bài đi. Được chưa? Quay lại bài trên thì chúng ta sẽ có hiệu suất của chúng ta đạt là 80%. Các em lưu ý cho thầy là cái cách để xử lý một bài tập mà nó có tỷ khối thì em phải thuộc được công thức là M trước trên M sau bằng N sau trên N trước. Được chưa? Rồi, đấy là cái ví dụ này. Thầy có thể cho chúng ta làm một câu tiếp theo. Thầy chụp ảnh một câu hỏi thầy dán đây nhé. À, còn một ý nữa, nó hỏi là tại sao tỷ khối lại tăng? Đấy. Tại sao tỷ khối lại tăng? Thầy sẽ cắt thêm một câu hỏi vào đây đã. Sau đó chúng ta sẽ làm thêm cái ví dụ thầy vừa dán đây nhé. Quay trở lại bên trên, nó hỏi là tại sao tỷ khối lại tăng? Thì thực tế là chúng ta nhìn phương trình này, là trước phản ứng thì đây là các khí gồm có 2SO2 và 1O2. Sau phản ứng tôi chỉ có 2SO3. Thì nếu mà chúng ta nhận thấy ngay là trong cái phản ứng này số mol khí đang giảm. Trước phản ứng là tôi có hai phân tử SO2, một phân tử O2. Sau phản ứng tôi chỉ có hai phân tử SO3. Thì riêng cái SO2 với SO3 hai bên nó đã bằng nhau thì nó lệch ra ở oxygen. Vậy thì chúng ta chỉ cần nói cho họ đó là câu B. Câu B đó là em ghi thầy là vì hỗn hợp khí giảm. Hoặc là em ghi thầy vì số mol hỗn hợp khí giảm. Đấy, em có thể ghi là vì em có thể ghi là từ phương trình phản ứng suy ra. Từ tôi gọi là phương trình này là phương trình sao. Từ phương trình phản ứng sao suy ra thầy là số mol hỗn hợp khí giảm. Đúng không? Mà bây giờ chúng ta lại biết là tỷ khối thì nó chính là M trung bình. Mà M trung bình lại bằng M nhỏ chia số mol. Cái mẫu này giảm thì hiển nhiên giá trị M trung bình nó phải tăng thôi. Về mặt toán học mà. Đấy thì em ghi thầy là số mol không khí giảm. Nên suy thầy là M trung bình tăng. Và M trung bình tăng thì tỷ khối tăng. Đấy là lý do. Cái này là toán học chứ không phải là hóa học. Chúng ta cứ hiểu là số mol của hỗn hợp khí giảm là cái mẫu này nó giảm. Cái mẫu này nó giảm thì hiển nhiên là cả biểu thức này nó sẽ tăng. Nên tỷ khối nó tăng. Được chưa?
Đấy là câu trên. Thế bây giờ thầy sẽ để cho chúng ta nhé. Em nào mà không thích chép đề thì chúng ta cứ nhìn cho thầy trên màn hình rồi chúng ta áp dụng để chúng ta làm. Và cái câu này là có trong tờ bài tập của chúng ta. Nên là chúng ta không cần phải chép cũng được. Đấy, tờ bài tập thì chúng ta đã được gửi rồi. Đây chính là câu số 5 trong tờ bài tập. Được chưa? Đấy, tờ bài tập này. Chúng ta sẽ được nhận tờ bài tập này là dạng toán hiệu suất. Được chưa? Thì đây là câu số 5. Thầy cắt ra thôi. Các em làm cho thầy câu này nhé. Như thầy cứ ghi ví dụ để tí nữa thầy gửi cho chúng ta cái phần viết tay cho nó đẹp. Rồi, bây giờ thầy sẽ để chúng ta 5 phút để chúng ta làm. Đấy. Trước đó là thầy sẽ giúp chúng ta tính cái đường chéo nhé. M trung bình của x ấy, thì chúng ta nhớ là tỉ khối so với H2, ta sẽ lấy 25,6 nhân với 2 thì nó bằng 51,2. Thì em trình bày đường chéo ra. Cái này là 64 này, cái này là 32. Kẻ cái đường chéo ra. Ở giữa nó là 51,2. Đấy, em lấy máy tính em trừ to cho bé. 51,2 trừ 32 thì nó còn 19,2. 64 trừ đi 51,2 thì nó còn là 13,8 à. Thì tôi bấm máy tính là 19,2 chia cho 13,8. Thì số 6 thế. Bấm lại nhé, 64 trừ đi 51,2 thì nó còn 12,8. Đấy. Thầy nhẩm bậy. Thế tôi có 19,2 mà chia cho 12,8. 3/2, lại đẹp rồi. Số mol SO2 chia số mol O2 bằng 3/2. Đến đây thì em có thể giả sử số mol SO2 bằng 3 và số mol O2 thì bằng 2. Sau đó chúng ta tự làm tiếp. Được chưa? Đấy, thầy muốn chúng ta chủ động làm cơ. Thầy sẽ để chúng ta khoảng 3 đến 5 phút chúng ta làm nhé. Làm câu B thôi. Câu A thì thầy giải thích luôn cho chúng ta đó là vì số mol hỗn hợp khí giảm. Nhưng mà trước khi làm em phải viết phương trình đã. Đây này, viết phương trình là SO2 cộng O2 tạo thành SO3. Đấy, chúng ta thấy ngay là trước phản ứng đây có 3 mol khí mà sau phản ứng chỉ có 2 mol khí, nên là số mol hỗn hợp khí giảm. Nên suy thầy là gì? Là M trung bình của hỗn hợp khí tăng. Nếu mà người ta hỏi tại sao nó tăng thì chúng ta viết họ công thức M trung bình thì bằng M nhỏ chia số mol. Số mol giảm thì M trung bình tăng. Từ đó chúng ta sẽ suy thầy là tỉ khối của hỗn hợp tăng. Đấy là câu A. Được chưa? Câu B. Rồi, đây thì các em xử lý đi. Chủ động làm nhé. Các em phải chủ động em làm em giải được, em không phụ thuộc vào thầy á. Em làm được những cái câu này theo sự hướng dẫn của thầy một hai bài là chúng ta thành thạo luôn. Các bạn xử lý đi.
Bây giờ thầy sẽ bắt đầu trình bày dần dần nhé, các bạn cứ làm. Chúng ta có cái phương trình là SO2 cộng O2 mũi tên hai chiều thành SO3. Phản ứng hai chiều có nghĩa là phản ứng nó xảy ra được theo cả hai chiều. Chiều từ trái sang phải người ta gọi là chiều thuận, chiều từ phải sang trái là chiều nghịch. Có nghĩa là SO2 cộng O2 tạo thành SO3 cũng được, mà SO3 phân hủy ra hai cái kia cũng được. Được chưa? Hai phản ứng này có thể diễn ra đồng thời trong cùng một điều kiện. Đấy. Và cái trạng thái có phản ứng đạt được nó là trạng thái cân bằng. Đấy. Và khi nào cân bằng thì chúng ta học nó sẽ là khi nào mà tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Thì cái đấy trong bài này thì em không cần quan tâm. Em chỉ cần trình bày đúng chuẩn chỉ mẫu, nó là ban đầu này, phản ứng và cân bằng. Ban đầu anh này là 3, anh này là 2. Vậy thì cứ nhớ lời thầy Trọng là trong đầu mình phải đặt vấn đề là tính hiệu suất chất gì. Tôi lấy 3 chia 2 và 2 chia 1 thì tính theo SO2. Được chưa? Thì tôi sẽ trình bày là phản ứng thì anh này đặt là x, anh này một nửa là 0,5x. Anh này là x. Anh này còn 3 trừ x, 2 trừ đi 0,5x. Anh này còn x, đơn vị của nó là mol. Đấy. Sau đó là chúng ta áp dụng, có thể là ta có m trung bình x chia cho m trung bình y thì nó bằng ni chia nx. Thay số m trung bình x thì em có thể bấm luôn cho thầy là m trung bình y từ đầu cũng được. Tỉ khối của y so với hydrogen là 32 thì m trung bình y của chúng ta nó sẽ bằng là 32 nhân 2 thì nó là 64. Được chưa? Sau đó thì các em thay số thôi. M trung bình x thì nó là 51,2, m trung bình y là 64, bằng ni thì em cộng hết cái này lại thì nó là 5 trừ đi 0,5x. Ban đầu là x thì nó là 3 cộng 2 là 5. Giải phương trình tìm x là ra được hiệu suất. Đấy. Bây giờ thầy sẽ nhập vào máy tính nhé. Hoặc không thì nhẩm mồm đi. 64 nhân 5 trừ đi 51,2 nhân với 5 và chia cho 64 nhưng 0,5 mà chia cho 32 thì x nó bằng 2. Đúng chưa? X bằng 2 thì hiệu suất phản ứng. Em ghi thầy đi, hiệu suất phản ứng thì nó bằng lượng thực tế phản ứng chia lượng ban đầu. Thực tế là 2, ban đầu là 3 nhân với 100% thì nó bằng là 66,7%. Đấy là lời giải chi tiết cho cái bài này. Đấy thì bạn nào mà chưa biết làm thì ghi chép vào. Và chúng ta yên tâm, chúng ta có rất nhiều bài để chúng ta thực hành. Rồi, đấy là cái ví dụ này. Em chép vào đi. Sau em kiểm tra lại con số nhé. Sau đó chúng ta sẽ thực hành thêm một hai ví dụ nữa. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang thực hành với ví dụ bài toán tổng hợp ammonia. Đấy, thầy sẽ cho một câu trắc nghiệm. Em có thể mở tài liệu ra, ở trong cái câu trắc nghiệm này thì nó là câu số 3 phần bên dưới, nhưng mà thôi thầy sẽ cứ ghi ví dụ. Đây là một cái ví dụ nữa. Nhưng mà trong ví dụ này thầy nhắc trước các bạn heli nó là 4. Đấy, heli là 4. Heli là 4. Đây thầy sẽ để cái đề này xuống dưới. Được chưa? Ai chưa làm xong bên trên chép vào. Thầy nhắc các bạn là heli là 4, vậy thì cái m trung bình hỗn hợp x ấy, heli nó là khí hiếm nhá, thì ta lấy 4 nhân với 1,8 thì nó bằng 7,2. Còn m trung bình của y ấy, ta lấy 4 nhân 2 thì nó bằng 8. Đấy thì các em tự làm đi. Đầu tiên các em làm đường chéo. Làm đường chéo. Tôi có là N2 này, H2 này, anh này 28, anh này là 2. Ở giữa là 7,2. Đấy các em trừ cho thầy. Sau đó em suy cho thầy là số mol N2 chia số mol H2 thì bằng mấy phần mấy. Sau đó chúng ta giả sử số mol N2 bằng số mol H2 bằng. Sau đó chúng ta viết phương trình. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ tắt mic trong 5 phút. Các bạn phải làm được. Yêu cầu tất cả bạn trả lời nhé. Đấy là cái ví dụ này. Em xử lý đi.
Rồi, ok. Thầy đã thấy có một số bạn bắt đầu trả lời về thầy chữa nhé. Chúng ta sẽ lấy 28 trừ đi 7,2 thì nó sẽ còn là 20,8. Và 7,2 trừ đi 2 thì nó còn 5,2. Vậy thì tỷ lệ anh này là 5,2 chia cho 20,8 thì nó là 1/4. Đúng chưa? 1/4 thì tôi có quyền giả sử một anh là 1, anh còn lại là 4. Sau đó tôi làm như bình thường. Tôi có là N2 cộng H2 thì nó tạo thành ammonia. Tôi sẽ trình bày ban đầu. Anh này là 1, anh này là 4 thì phản ứng tôi đặt anh này là x, anh này là 3x, anh này là 2x. Thế còn cân bằng, anh này còn 1 trừ x, anh này 4 trừ đi 3x và anh này 2x. Được chưa? Thế đến đây thì xử lý dùng công thức gì thì nó cho em tỉ khối. Thì chúng ta áp dụng là ta có m trung bình x chia cho m trung bình y thì nó bằng ni chia cho nx thay số. M trung bình x là 7,2. M trung bình y là 8. Nhớ là tỷ lệ về tỷ khối là tỷ lệ nghịch với số mol nhé. Đến lúc đi thi là chúng ta mà không cẩn thận lại ngược chết đấy. Ni chia nx, y là cân bằng đúng không? Thì tôi lấy là 1 trừ x cộng 4 trừ 7 cộng 2x thì nó là 5 trừ đi 2x. Nx của chúng ta là 1 cộng 4 là 5. Thì giải phương trình này tìm được x. Nhẩm mồm ra ngay này. 8 nhân 5 40, 5 nhân 7,2 là 36, 40 trừ 36 còn 4. 4 nữa là 8 nhân 2 16, 4 chia 16 thì x nó bằng 0,25. Vậy thì hiệu suất phản ứng là lượng thực tế phản ứng nó không phải 25 chia ban đầu, nhưng mà tính theo chất gì thì chắc chắn là tính theo natron dần rồi, vì 1 chia 1 bé hơn 4 chia 3. Được chưa? Tôi sẽ lấy số này tôi chia cho 1 nhân đến 100% và nó sẽ bằng là 25%. Đấy là ví dụ này. Rồi, ok, các em đều làm ra 100%. Đều làm đúng 100%. Kết quả là 25%, ok. Nhá. Chúng ta làm thêm cho thầy một bài ở cái dạng này nữa là chúng ta thành thạo. Hai bài nữa. Ta sẽ làm hai bài nữa. Một bài thì tương tự và một bài sáng tạo hơn thì thầy đợi chờ xem là các bạn là có làm được không. Đợi thầy một chút. Ai mà chưa làm đúng thì chúng ta cứ ghi vào đi. Đây, chúng ta có một cái ví dụ nâng cao hẳn này. Những câu này thì thi học sinh giỏi, thi các kỳ thi thì rất nhiều. Một câu khó hẳn nhá. Đấy. Đây là một câu khó hẳn luôn. Em cứ mở tờ bài tập của mình là có cái bài này. Thầy bảo các bạn này là nó cho em amon SO2 với 5 amon không khí. Thế bây giờ là trong không khí thì chúng ta cứ nhớ cho thầy là oxygen chiếm 20%. Thì em cứ ghi ra nháp cho thầy dưới chân oxygen ấy là 5A nhân 20% là amon oxygen. Thế còn nitrogen là chiếm 80% là 80 nhân với 5 thì cái này là 4 amon nitrogen. Được chưa? Chúng ta giải bài này thì chúng ta cứ làm như bình thường là SO2 này cộng O2 thì phản ứng của nó sẽ tạo thành SO3. Em luôn luôn trình bày ba dòng nhé, ban đầu, phản ứng và cân bằng. Đấy. Thế bây giờ ở đây nó cho em là amon thì mình cứ để A đi, mình cũng không phải sợ đâu, bởi vì tí nữa nó tự triệt tiêu. Thế ban đầu SO2 là A này, O2 cũng là A. Được chưa? Phản ứng thì em không ngần ngại đặt thằng này là x, thằng này là 0,5x, thằng này là x và cân bằng điền như bình thường. Nhưng mà cái bài này tại sao nó là một bài khó? Thầy đang gợi ý chúng ta để chúng ta có thời gian tí chúng ta làm. Bây giờ nó bảo tỉ khối của A so với B, có nghĩa là M lớn A chia cho M lớn B. Thì chúng ta học rồi, tỉ khối của A so với B là tỷ lệ về phân tử khối mà. Thì M trung bình A chia M trung bình B thì bằng số mol B chia số mol A. Thì con số đây nó bảo bằng 0,93 rồi. Đúng chưa? Nhưng mà mấu chốt là NB nó là cái gì và NA nó là cái gì? NB là số mol khí lúc sau. Nhưng mà trước khi các em làm để cho chúng ta đỡ bị sai lầm, đỡ bị đau đầu quá thì thầy gợi ý luôn nhé, để sau này chúng ta gặp một bài thi này chúng ta cũng sẽ bị đề phòng được. Những cái bài trên đấy,
thì hỗn hợp khí của mình nó chỉ là những cái chất tham gia phản ứng này thôi, nó chỉ có SO2, O2 với SO3 thôi, chứ nó không có một cái khí nào khác. Nhưng trong bài này nó có một thêm một cái khí nữa, đó là khí nitrogen, bởi vì trong không khí có sẵn nitrogen rồi, là 4A. Được chưa? Bởi vì trong khí nitrogen chiếm 80%. Thế giờ NB của mình là N sau thì em phải cộng hết cái thời điểm cân bằng này này. Và em phải cộng thêm cái thằng N2 luôn luôn có nữa. Đấy. Ban đầu thế, ban đầu mình phải cộng hai cái này và phải cộng thêm cái thằng N2 luôn luôn có từ đầu nữa. Hình dung không? Nên là ban đầu tại sao nó lại là 6A như vậy. Đấy, bây giờ thầy sẽ để cho các em 3 đến 5 phút chúng ta tự làm xem nào, chúng ta có làm ra hay không nhé. Đấy, xin mời chúng ta xử lý. Cái mấu chốt của chúng ta là chúng ta biết được tính được N trước N sau nó là bao nhiêu cơ. Công thức thì áp dụng được rồi. Tỉ khối của A so với B là MA trên MB. Thì mình áp dụng thế nào? Chúng ta giải quyết được mấy câu này là chúng ta hiểu hết cái dạng này rồi. Đấy, xin mời các bạn chủ động chúng ta làm. Khoảng 4 phút nữa thì chữa nhé. Các em ơi, đề bài thì em không nhất thiết phải chép vào đâu, bởi vì là trong tài liệu chúng ta có rồi. Đấy, các em đã in rồi đúng không? Còn em nào thích thì có thể để trống ra để chúng ta chép đề bài vào sau. Bây giờ ta tập trung ta làm đấy. Mấu chốt là phải ra được kết quả cơ.
Bây giờ thầy cứ trình bày dần dần nhé, các bạn cứ làm, ai làm được thì comment kết quả. Chúng ta lúc nào dạng trình bày cho thầy là ban đầu, ví dụ bây giờ ban đầu SO2 là A, O2 cũng là A, thì trong đầu em phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là tính hiệu suất theo chất gì thì tính theo SO2, đúng chưa? Nhớ trong đầu là tính theo SO2 là được. Đấy, nhớ trong đầu là mình chấm chấm ở đây là tính theo SO2. Thế bây giờ chúng ta xử lý thế nào? Đấy, chúng ta xử lý thế nào? Bây giờ là MA trên MB thì bằng NB trên NA, đúng không? Thế bây giờ em có ngay là 0,93. 0,93. 0,93 thì nó sẽ bằng NB. NB là thời điểm lúc sau, thì chúng ta sẽ cộng hết cho thầy những cái này lại này. Em có thể trình bày cẩn thận là A trừ đi x cộng A trừ đi 0,5x và cộng với x, nhưng phải cộng thêm nai cho dần, nó là 4A nữa cơ. Phải có nai cho dần, lúc nào cũng phải có nai cho dần. Vì nai cho dần không tham gia phản ứng từ đầu đến cuối, nhưng nó luôn luôn nằm trong hỗn hợp. Chia cho NA. NA của chúng ta nó chính là A mol này với 5 A mol này, chính là 6A. Đấy, hoặc là A cộng A và cộng thêm nai cho dần 4A thì cũng là 6A. Thì em cứ ghi là 5, 5A cộng A là 6A. Bây giờ em giải phương trình này bằng cách em rút gọn biểu thức thôi. Nó chỉ là rút gọn biểu thức. Đấy. Thế giờ chúng ta rút gọn biểu thức nhé. Chúng ta có 0,93 thì bằng, trên tử của chúng ta thì em cứ cộng lại thì nó vẫn là 6A thì em ạ. Trừ đi 0,5x. Dưới mẫu của chúng ta nó là 6A. Em ơi, nếu mà em mà nào mà lười mà khi em giải á, em có một cái rất là thông minh khi làm, em cứ cho a bằng 1. Thì em bấm cái này x bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ tự điền là 0, bấy nhiêu a. Đúng chưa? Còn không thì em nhẩm bình thường thôi. 0,93 nhân 6 này. Sau đó tôi lấy 6 trừ answer và tôi chia cho 0,5. Thì a nó bằng 0,84, x bằng 0,84a. Đấy, tìm được x rồi. Vậy thì chúng ta có ngay hiệu suất phản ứng. Vậy hiệu suất phản ứng thì bằng lượng thực tế phản ứng là 0,84A chia lượng ban đầu là A nhân 100% thì nó bằng 84%. Được chưa? 84%. Rồi. Đấy, bạn Huy, bạn Nhung, bạn Toàn làm rất tốt. Còn một cái cách nữa là em nào không thích để ẩn A nhìn nó ngứa mắt, nó khó chịu ấy, em cứ cho A một cho thầy. Câu này nhé, nhiều trường, nhiều tỉnh nó thi học sinh giỏi. Từ thi học sinh giỏi lớp 9, thi chuyên hóa lớp 9 lên lớp 10, thi học sinh giỏi cấp 3 nó cũng thi, lớp 10, lớp 11 đều thi hết, thi đánh giá năng lực, thi đại học, thi hết luôn. Cái câu này nó làm rất là nhiều đề rồi. Thế thầy lưu các bạn là khi làm mình cứ mạnh dạn mình làm thôi. Kể cả là đề nó cho A thì tôi cứ giả sử A nó bằng 1 cũng được. Người ta không trừ điểm đâu, vì đây là tự chọn lượng chất, nó chỉ là tỷ lệ. Hiệu suất là 84%. Ok chưa? Đấy là câu này. Nhưng mà chúng ta có thêm một cái câu tương tự nữa, nhưng mà nó sáng tạo hơn một chút. Thì sáng tạo hơn một chút. Bây giờ thầy sẽ gợi ý các bạn một cái ví dụ nâng cao. Được chưa? Đây. Thầy sẽ cho chúng ta thêm một cái ví dụ này, cũng ở trong tài liệu của mình thôi. Thầy cắt ra mà. Đấy. Thầy sẽ tiếp tục làm mẫu cho các em nhé. Bây giờ chúng ta đọc đề bài. Cái câu này nhìn vậy thôi nhưng mà khó phết đấy. Câu này hoàn toàn là một câu vận dụng cao rồi. Hỗn hợp gồm có SO2 với O2, nó bảo ở điều kiện chuẩn 1 lít anh này có khối lượng 2,5 gram. Thế bây giờ nhiều bạn sẽ không biết cách tính M trung bình. Thì chúng ta nhớ này, số mol của x ấy, 1 lít thì là 1 chia cho 24,79 đúng không? Vậy thì M trung bình của x chúng ta sẽ lấy khối lượng là 2,5 chia cho 1 phần 24,79. Đó. Thì chính là 2,5 nhân 24,79 thì nó sẽ là 61,975. Được chưa? Nó cho em 4,958 lít thì em tự chia cho 24,79 là 0,2 mol. 0,2 mol. Thế bây giờ em sẽ tính cho thầy số mol của mỗi khí. Đấy, em có thể gọi, em để cách nghe ra đi, em chép đề sau. X bằng số mol SO2, Y bằng số mol O2. Thì chúng ta có phương trình đầu tiên là X cộng Y bằng 0,2. Bài này thì không nhất thiết phải làm đường chéo, vì nó cho cụ thể tổng nó bao nhiêu mol rồi. Thì chúng ta làm đường chéo ra chỉ xin được tỷ lệ thôi. Em thích làm đường chéo cũng được. Còn em không thích làm đường chéo thì em biết là M trung bình
điều kiện chuẩn à, cái này là điều kiện tiêu chuẩn này. Ồ, cái này là lỗi lỗi đề à? Để thầy xem là 22,4 nhân 2,5. Rồi, vậy thì được, cái này em sửa lại thầy nhé. Cái này chắc bị lỗi đề đấy. Nhưng bây giờ chương trình mới thì ghi điều kiện chuẩn. Thế được rồi, chúng ta cứ ghi 1 phần 2,4 đi. Để cho nó giống cái bài điều kiện tiêu chuẩn. Thì chúng ta sẽ chia cho thầy 22,4. Bây giờ chương trình mới thì nó không cho điều kiện tiêu chuẩn nữa. Chắc là nó bị lỗi chưa sửa thôi. 2,5 chia cho 22, nhân 2,4. Thì nó bằng 56. Đấy. Thì em thích thì em có thể làm đường chéo ra 64 này, 32 này, ở giữa 56 chắc là số vẫn đẹp. Đúng không? 64 trừ 56 thì nó còn 8, 56 trừ đi 32 thì nó còn 24, vậy là tỷ lệ 3 chia 1. Đấy, x chia y thì bằng 3 chia 1. Phương trình thứ hai là x chia y bằng 3 chia 1. Còn dĩ nhiên nếu mà nó cho điều kiện chuẩn thì nó sẽ điều chỉnh cái số 2,5 này đi. Nhưng thôi kệ, được chưa? Điều kiện tiêu chuẩn mà. Còn nó lúc sau lại cho điều kiện chuẩn này, nó hơi bị ngược dòng tí, không sao. À, thế bây giờ chúng ta sẽ tìm được ngay cho thầy là x nó sẽ bằng 0,15 và y bằng 0,05. Thì nói chung là cái bước 1 đấy thì thầy tin là 100% chúng ta đều làm được. Được chưa? Đọc kỹ đề bài. Cái này đề bài nó chuẩn chỉ hơn. Bước 2 này là chúng ta sẽ trình bày ra. Nhưng mà bài này thực sự là bài tập khó đấy. Lúc nào cũng trình bày 3 dòng nhé, ban đầu, phản ứng và cân bằng. Được chưa? Nhưng mà mấu chốt của chúng ta là cái hỗn hợp y của mình lúc này mình lại không dùng được một trong hai công thức bên trên. Dùng được thì khi nó nào là dùng, khi nó cho em áp suất hay khi nó cho em tỷ khối hay m trung bình ấy. Nhưng bây giờ nó bảo là dẫn toàn bộ y qua kiềm dư thì được cái tủa. Thì bây giờ chúng ta phải nắm được này là sản phẩm của chúng ta nó sẽ có cả SO2, cả O2 và SO3. Thì ở đây chúng ta phải nhớ cho thầy là SO2 nó còn dư thì nó sẽ phản ứng tiếp với BaOH 2 lần. Đúng chưa? Và nó tạo ra cái kết tủa là BaSO3 cộng với nước. Còn SO3 nhé, nếu mà cho vào kiềm thì nó tạo ra kết tủa là BaSO4 cộng với nước. Đấy, thầy gợi ý như vậy. Thì bây giờ các em cứ làm đi, xong là em tìm cho thầy cái ẩn x nó bằng bao nhiêu. Ẩn hoặc là ví dụ như bài này tôi cứ đặt ban đầu là 0,15, 0,05, nhưng mà trong đầu á là hiệu suất phải tính theo O2. Thì tôi cứ giả sử phản ứng theo O2 đi, cái này là A này, thì cái này là 2A, cái này là 2A, cân bằng 0,15 trừ đi 2A, anh này là 0,05 trừ đi A, anh này 2A. Em thay ở đây có M cái tủa, em sẽ tìm thấy được A và kết thúc bài toán. Được chưa? Nhưng mà để làm được bài này thì mấu chốt phải nắm được phương trình phản ứng cơ. Phải nắm được phương trình phản ứng. Đấy thì các em xử lý tiếp đi. Thế để chúng ta tự làm nhé. Xin mời các bạn chủ động đọc đề bài và chúng ta kết thúc đề bài này. Ô cái này sao? Cân bằng chính là lượng dư đấy em. Cân bằng chính là lượng dư. Lượng còn lại đây. Được chưa? Lượng còn lại tại thời điểm mình đang xét đấy. Các em xử lý đi. Đến đây thì lại dễ này. Thầy cho phân tử khối của bari BaSO4 là 233. Còn BaSO3 80 cộng 137 là 217. Bấm vào là xong. Đó. Thầy nhắc các em là cái bài này là một bài tập rất quan trọng. Nó kết hợp được rất nhiều kiến thức. Thứ nhất là nó kiểm tra được chúng ta là cách tính số mol của mỗi khí khi nó cho em tổng thể tích hay là số mol và khi nó cho em giá trị phân tử khối trung bình. Đấy, thì phân tử khối trung bình nó là 56 thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được đường chéo. Em không thích đường chéo thì em dùng công thức tính trung bình như bình thường. Thế đây bài nó bị lỗi một chút đấy. Là điều kiện bây giờ phải bỏ chữ tiêu chuẩn đi nhưng mà thôi nó vẫn giữ điều kiện tiêu chuẩn thì ta vẫn để yên. Còn nếu mà đề bài chuẩn chỉ nó sẽ là điều kiện chuẩn. Chương trình phổ thông mới người ta xét hết điều kiện chuẩn rồi. Thì nó sẽ sửa lại là một lít khí có khối lượng nặng ví dụ là 2,4 mấy gram chẳng hạn. Nó sẽ điều chỉnh cái số này đi. Rồi. Đã có bạn ra được 60%. Em cứ làm bình thường nhé. Cứ trình bày theo đúng chuẩn mẫu luôn.
điền cái số này dưới chân này, ví dụ SO3 của mình là tại thời điểm cân bằng nó là 2A thì kết tủa đây là 2A này. Anh này là 0,15 trừ đi 2A, anh này là 0,15 trừ đi 2A và chúng ta ngoặc lại M kết tủa bằng. Đấy, nó bảo bằng 33,51. Giải phương trình tìm A là kết thúc bài toán. Nhưng mà nhớ trong đầu là hiệu suất tính theo O2. Nhớ chưa? Đấy. Đừng có mà để tự mình rơi vào cái bẫy của mình. Nốt bài này là chúng ta hoàn thành được cái dạng này. Còn các bài tập khác trong tờ của chúng ta là tương tự. Bây giờ chắc là thầy sẽ tính nhanh cho chúng ta thôi. Kết tủa của chúng ta thì anh thứ nhất là bari sunfate thì nó là 233 nhân 2A cộng anh thứ hai là bari sunfate, tiếng Việt mình đọc là barium, tiếng Việt mình đọc là bari sunfit. Bây giờ phải đọc kiểu tiếng Anh là barium sunfate, được chưa? Thì nó bảo tổng kết tủa thì nó sẽ thêm cái anh bên dưới, nó là 217 nhân 0,15 trừ đi 2A và nó bằng 33,51. Giải phương trình tìm A. Được chưa? Bấm máy tính thôi, 33,51 này trừ đi 217 nhân 0,15 trừ đi, vậy là xong này, bằng này, chia cho mở ngoặc 233 nhân 2 trừ 217 nhân 2 thì A của chúng ta nó bằng 0,03. A bằng 0,03 thì hiệu suất phản ứng bằng 0,03 chia 0,05, hiệu suất phản ứng bằng 60%. 60%. Được chưa? Đấy là lời giải chi tiết cho cái câu này. Đấy thì các em ghi vào cho thầy. Đừng có sợ với dạng này. Cái dạng này về cơ bản là lúc nào chúng ta cũng phải có một cái mẫu trình bày chung trong đầu mình ấy, là cứ ban đầu phản ứng và cân bằng. Lúc nào em phải cho thầy một cái chuẩn chỉ trình bày như vậy. Ban đầu phản ứng và cân bằng. Nhớ chưa? Mấu chốt là ban đầu phản ứng cân bằng thì ban đầu bao nhiêu? Đề chưa cho ban đầu đúng không? Tôi đi tìm cái ban đầu. Ví dụ như bài này là để đi tìm cái ban đầu thì tôi đặt anh này ẩn x, anh này ẩn y. Tôi lập một phương trình là 4,958 lít. Một phương trình là 1 lít này có khối lượng 2,5 gram. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên. Sau khi mình đã tìm được cái ban đầu rồi thì cái bài toán nó sẽ trở nên rất đơn giản. Mình cũng trình bày lúc nào ban đầu phản ứng cân bằng. Em có thể hiểu cân bằng chính là dư. Thì cái lượng còn lại mà cho vào kiềm ở đây thì kết tủa nó là cái gì? Thì ta học lý thuyết ta biết kết tủa là của SO3 với lại của SO2 tạo kết tủa. Sau đó chúng ta viết hai phương trình và chúng ta tìm được kết tủa là tìm được x là xong. Cái mấu chốt là tự tay em mà em hiểu được cái bản chất của cách làm cái bài tập hiệu suất ấy là tôi phải tìm được ba cái dòng này. Thế bây giờ để tìm được ba dòng này thì ban đầu nếu nó chưa cho tôi đi tìm, còn nếu nó cho rồi thì tôi viết vào. Đúng chưa? Đấy thì cái mấu chốt là tìm được ban đầu và biết tận dụng cái thời điểm sau phản ứng nó cho gì. Ví dụ có những bài nó cho tỷ khối thì tôi áp dụng công thức tỷ khối. Nếu nó cho áp suất thì tôi áp dụng công thức áp suất. Còn nếu nó cho kết tủa thì tôi đi tìm cái kết tủa thôi. Được chưa? Thì đấy là toàn bộ cái phương pháp giải cái bài toán là hiệu suất phản ứng. Cái bài này không chỉ áp dụng cho mỗi cái bài toán SO2 cộng O2 thành SO3 để từ đó sản xuất ra sulfuric acid mà nó còn áp dụng cho cả cái bài toán tổng hợp ammonia, bài toán liên quan đến hydrocarbon, được chưa? Hoặc là những bài tập liên quan đến các chất khí thì chúng ta để áp dụng được nhé.